được đọc cái lời chúc Tết, mặc dù lời chúc Tết của Bác Hồ đọc vào cái dịp năm 1946, tức là dịp Tết âm lịch của mình. Đầu tiên là cái coi như là cái buổi thắng lợi đầu tiên. Tết này mới thật Tết dân ta, mấy chữ chào mừng báo quốc gia, độc lập đầy với ba cốc rượu, tự do vàng đỏ một rừng hoa, muôn nhà chào đón xuân dân chủ, cả nước chung vui phúc Cộng hòa. Vâng, Cộng hòa đây Bác Hồ ý nghĩa rằng là cộng đồng và hòa hợp, chứ không có nghĩa Cộng hòa đấy là Việt Nam Cộng hòa nha, các ông đừng có nhận vơ là vợ thằng Nhân. Bác Tố Hữu thì nói rằng Bác đã về đây tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người, 30 năm mấy chân không nghỉ mà đến bây giờ mới tới nơi. Còn riêng nhà báo tôi đó thì như thế này, Tết năm nay tròn 50 Tết Mậu. Tôi xin được dùng cái thể thơ bút chè. Tết năm nay tròn 50 Tết Mậu, xuống dưới hàng thân năm xưa ta đón tuất năm nay. Xuân năm xưa tức là Mậu, Tết Mậu Thân á, và ta đón Tết năm nay là Tết Mậu Tuất, tức là đúng 50 năm. Lời Bác chúc xuân năm 46, tức là năm 1946, là ngày tôi đã được sinh ra 19 tháng 5 năm 1946. Mời các bác góp ý vào trong chương trình của chúng ta. Cái bài mà chúc mừng năm mới đầu tiên mà ông Bác Hồ Bác ấy về về Hà Nội đó. Dạ vâng. Thì trong ấy có cái lời Tết này mới thật Tết dân ta, mấy chữ chào mừng báo quốc gia, độc lập đầy vơi ba cốc rượu. Cái chữ báo quốc gia này đó thì nó là một tờ báo, nó có tên là Quốc Gia Thật. Dạ vâng, đúng. Vâng. Dạ, vâng. Và tờ báo Quốc Gia này đó là ông anh tôi viết. Ông anh ruột tôi đó là ông Quốc Tuấn. Ông ấy sinh năm 1922, về sau ông ấy làm, ông ấy đi theo kháng chiến, rồi thì ông ấy là một trong mấy trinh sát viên của cụ Hồ, cái hồi mà cụ ấy về Hà Nội đó. Và thì đấy là tại vì là trong khi mà cái tờ báo này thì cũng có viết một cái bài chào mừng ông ấy, thành ra ông ấy là đáp lại hai cái, ông ấy về thủ đô thì ông ấy hai cái bài đáp nhau, chào mừng nhau của hai người. Nó lại là ông anh tôi viết cái bài này. Lúc đó thì Bác khoảng 10 tuổi không? Chắc 11 tuổi. 11 tuổi. 11 tuổi. Yeah, vâng. Tức là ông anh của Bác là cái người cầm cái lá cờ nhảy lên chân gấu. Vâng, ông anh tôi cướp chính quyền. Vâng. Cướp cái tribune đó, cái khán đài đó. Đài đó. Nó kê ở trên sân của nhà hát lớn Hà Nội. Thưa quý vị, giờ này ở bên Việt Nam thì mới có khoảng chừng tiến gì về cái lời chúc Tết cho Bác Hồ không? Vâng, cái này thì nó là nó thuộc về, bây giờ nó thuộc về cái hàng kinh điển rồi. Dạ đúng rồi. Có dịp không, thì chúng ta nhắc lại. Không cần gì mà phải phân tích nhá, bởi vì cái tự cái bài thơ chúc Tết này đã đi vào lịch sử. Dạ, đúng rồi, tự nó đã có giá trị lịch sử của nó rồi. Cái hồi đầu mình phải chú ý thế này là cái hồi đầu cụ Hồ đó, ông Hồ Chí Minh về Việt Nam đó, thì ông ấy chưa là Bác Hồ và chưa là vị anh hùng dân tộc, chưa được tôn lên thành linh hồn của thành ra nó có những các cái sự mà tôi cũng nghĩ rằng thì là cũng nên phân định. Có những cái bạn nói rằng thì là cái con đường cách mạng Việt Nam khi mà từ Tân Trào rồi Bác Hồ đã có một cái vision rồi quyết với cái gì đó hô hào đấy chỉ là một cái lời kêu gọi cái hịch tướng sĩ kêu gọi đúng chứ cái con đường mà đi tới cách mạng Việt Nam đó nó nhiều gian khổ lắm, đúng không ạ? Vâng,
nhiều trục trặc lắm, chứ không lắm. Phải chứ không phải rằng thì là mà nó ngon cơm như là một vài người mà cứ khen Bác Hồ thế này thế kia đâu. Cái chuyến trước mà trong cái dịp 19 tháng 12 đó, năm 1946 toàn quốc kháng chiến đó, thì có nhiều người nói rằng thì là Bác Hồ là nghĩa là tất cả những cái con đường đó là Bác đã sửa soạn đi ra Láng rồi đi ra cái này cái kia đó. Thì tôi tại vì rằng thì là gia đình tôi đã ở ngay Hà Nội và ông anh tôi ở trong cái ban này, trong cái một trong những trinh sát viên, và ông cũng là ông anh thứ ba thôi, chứ còn ông già tôi thì là ở trong cái viện dân biểu Bắc Kỳ đó, mà lại là chủ tờ báo Phụ Nữ Thời Đàm. Thành ra chủ cái tờ báo đó, thế thành ra đó là chúng tôi phải nói là nó au courant, tức là tất cả những cái biến động của lịch sử trong cái mắt bão lịch sử nó nằm ở Hà Nội, và nó lại và gia đình tôi cũng ở trong cái mắt bão lịch sử đó, cho nên tôi biết từ bên trong ra bên ngoài. Cái này nó không phải là khoe, nó là một tình cờ, đúng không ạ? Nó tình cờ. Do đó mà ông Hồ ví dụ như có những cái thời gian mà cũng có thời gian mà tâm lý chiến của Tây rồi cái gì đó, tại sao Bác Hồ nói rằng thì là trường kỳ kháng chiến nhất định thành công? Bác Hồ nói là để an ủi những đồng chí mà yếu lòng, đồng chí đã tới một vài rằng đêm hôm trước, hôm sau thì tìm thấy một đồng chí đã dinh tê vào thành rồi, theo Tây rồi, theo Tây rồi. Thành ra đó là Bác Hồ cũng an ủi anh em, thôi cái cuộc kháng chiến này nó khó khăn lắm, nó khó khăn lắm, và anh em đừng nản, chúng ta trường kỳ kháng chiến thì chúng ta sẽ thắng lợi, chứ còn trước mắt đó, thì chúng ta thua liềng xiềng, đúng không ạ? Khi mà ở trên một cái ngay khi mà cuộc họp ở trên ở Phú Thọ, vâng, hội đồng chính phủ của cụ Hồ họp nội các ở trên ấy thì Tây nó nhảy dù xuống, đúng không ạ? Nghĩa là cà phê thuốc lá còn văng đầy ra, xít nữa nó nhảy dù ngay vào đầu cái ủy ban kháng chiến ngay chính phủ của Hồ Chí Minh, nó xít nữa nó bắt về Hà Nội. Đó. Thành ra đó đừng ngao ngán để Tây với cái phương tiện của nó, rồi thì cũng bao nhiêu đứa Việt gian nó nằm ở ngay bên cạnh đó, và Việt gian đó có thể là nó mất quyền lợi, Việt gian đó có thể nó là Công giáo, đúng không ạ? Ví dụ như là cái hồi mà ở làng tôi, ở cái làng Phủ Lữ ở Phủ Lý đó, huyện Thanh Hương, tỉnh Hà Nam mà tôi di cư, tôi tản cư về đó năm 46 đó, tản cư về đó đó, thì một vài người là mà rõ rệt là đã ra cầm cái một miếng gương thôi chiếu cho máy bay Tây, chiếu cho máy bay Tây biết cái chỗ này là cái chỗ này, đúng không ạ? Thành ra đó nó là sự thật, chứ không phải là không có sự thật. Và cái quyền lợi của người Công giáo lúc bây giờ, người Công giáo rất ít người mà đi theo ông Hồ Chí Minh. Người Công giáo nghĩa là bỏ người Công giáo lúc bây giờ đó là gần như là đi theo Tây không thôi. Thành ra đó mình mới phải nhìn thấy rằng thì là cái khó khăn đó. Thế thì nhân đây cũng lại nói về cái gọi là cái dung dị, cái khéo léo, cái mềm dẻo của Hồ Chí Minh. Khi mà tôi về, tôi ở cái tỉnh Hà Nam đó, tôi về tỉnh Phủ Lý, cái tỉnh là gọi là tỉnh Hà Nam mà thị xã là thị xã Phủ Lý, mà tôi ở cái chỗ đó đó thì là nó nằm trong cái huyện cái làng Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Thì cái làng Thanh Hương đó đó thì cái ông trùm của cái nhà thờ đó đó thì ông già Tuynh, thì cái làng này đó là cái làng theo đạo. Ông già Tuynh đó, ông ấy có công, ông ấy lập nên một cái dòng tu ngay tại cái làng đó, bao nhiêu người đi tu. Và bên kia đó là Sở Kiện, và ông già Tuynh đó thưa
gọi là Già Bốn đó. Già Tuynh đó là bố của giáo sư Nguyễn Văn Trung. Ông Già Tuynh đó, ông ấy đặt tên con là gì? Thông Phán Ký Lục. Cái mộng của ông ấy như vậy, nó giản dị. Thông đó, về sau thành ra tốt nghiệp cha Thông tại nhà thờ lớn Hà Nội. Phán đó là tiến sĩ Nguyễn Văn Trung, giáo sư của trường Đại học Văn Khoa. Ký đó, cái anh này đó thì hình như cũng lại là một cái ký giả tiền tuyến gì đó. Và Lục đó là Nguyễn Văn Lục, là cái ông mà viết sử đây này. Ông viết mấy cái cuốn sử đây này. Đấy là bốn người đó. Thế thì ông Hồ lúc bấy giờ đó là ông ấy từ bên kia cái dãy núi Chine đó, dãy núi đá vôi đó. Ông ấy đi đò qua cái làng của tôi, cái làng này. Xong rồi để tới gì? Để ông ấy đi vào sở kiện. Ông ấy đi vào khu Bùi Chu Phát Diệm để gặp Đức cha Lê Hữu Từ. Và ông ấy, tại vì Đức cha Lê Hữu Từ lúc bấy giờ gọi là vùng tự trị cơ mà, tức là được Tây nó đỡ đầu. Đòi tự trị. Và không, vùng tự trị được tự trị. Tây nó đỡ đầu. Và thành ra nó là một cái mầm bóng để mà nổi loạn. Và ông Hồ Chí Minh đó đến đó để gặp Đức cha Lê Hữu Từ. Và lúc bây giờ không biết ông đã là Đức cha chưa. Để mà gần như là một cái lời chào mừng, chào nói về cái khó khăn của hai bên. Thế thì về phương diện chính trị đó, nó nói rằng thì là luôn luôn phải để cái cánh cửa hé mở. Let the door ajar. Ajar là hé mở. Đừng bao giờ đóng cửa, để còn có ngày phải thương thảo với nhau. Đấy là thái độ của Hồ Chí Minh. Đấy mới là cái vision của Hồ Chí Minh. Chứ biết ông Lê Hữu Từ là một người của Tây. Ông Lê Hữu Từ đó, là một người mà Tây nó tạo nên một cái khu giáo khu tự trị. Và ông làm giáo khu thành ra đó. Nó chả khác gì. Nó chả khác gì. Nghĩa là những các cái hình ảnh Đại La Lạt Ma hay là hình ảnh gì đấy kia đó. Có một cái vùng đất ở dưới bên Ấn Độ, ở dưới chân gì đó, là thì tất cả thế giới, các cái lực lượng của thế giới, nó không bao giờ nó bỏ sót một cái khe hở nào để mà nó xâm lấn. Thành ra ông Hồ Chí Minh đấy, đối với ông Lê Hữu Từ thì vì rằng tôi tản cư về cái làng đó, và ông anh tôi đó cũng lại là ông anh rể tôi, cái bà chị cả tôi đó, là nghĩa là gọi là hoa khôi của nhà thờ Đức lớn Hà Nội. Còn ông anh rể tôi đó là từ Pháp về, ở trong cái nhóm tứ bốn người mà nổi tiếng ở bên Pháp đó, ông Trường, ông Chiếc gì đó, cùng với lại cụ Phan Chu Trinh như giết rồi đấy. Ông này cũng là một trong những người ngưỡng mộ đó. Thì ông ấy về, do đó mà ông ấy ở gia đình nhà tôi một bữa cơm, thì ông anh tôi thì đi lên hàng than nghe Việt Nam Quốc Dân Đảng về nói chuyện. Lúc bây giờ là Lư Hán, Lư Hiếc về đó. Rồi thì là ông anh tôi thì lại, ông anh thứ ba của tôi thì lại đi theo ông Hồ Chí Minh. Thành ra ở cái không khí của Hà Nội nó là như vậy. Cũng giống như là Văn Cao mà ở Hải Phòng ngày viết lúc thì vừa chống Tây diệt pha xít nó gì đó. Đấy là cái không khí lúc bây giờ nó như vậy. Thưa. Mà cái ngày đó đó, bác nói là bác nhớ cái ngày đó đó, chưa có cái danh từ công an. Người ta quốc gia tự vệ cuộc đó là cái thành phần mà để mà giữ an ninh trật tự cho cái chính phủ cách mạng nhà sau 2 tháng 9 đó. Sau 2 tháng 9 đó là vệ quốc quân. Không, vệ quốc quân là quân đội. Vâng. Còn cái mà công an nghĩa là võ trang đó, thì lúc đó là gọi là quốc gia tự vệ cuộc. Vâng, tôi không. Cái chứ không phải tự vệ thành à? Không. Quốc gia toàn quốc gia mà thành là nó phạm vi thôi. Còn quốc gia tự vệ cuộc là thành ra các ông quốc gia tự vệ cuộc đó mới là có đủ cái trí khôn với lại đủ cái sức
để mà đỡ những cái đoàn mà của Việt Nam Quốc dân đảng và của nhà đảng Dân chủ, mà lúc đó là chống phá cách mạng ngay từ thời cách mạng Bác Hồ vừa tuyên bố độc lập và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì cái lực lượng đó đã bắt đầu chống phá cách mạng từ lúc đó. Anh Trang Phạm nói rằng Bác Cường nói rõ lắm trong cuốn sách lịch sử Đạo Công giáo, có nói tới vụ trà tử giống như vậy. Anh Peter Nguyễn, tôi nhắc đồng hai bạn mình nha, là thứ năm này 2 giờ chiều chúng ta sẽ có một cái buổi nghĩa là luận Chu Phát Diệm đó. Thì tôi nhớ không lầm là lúc thời đó mà người Pháp đã nhảy dù thả dù xuống đó, làm ở chỗ đó thành ra một cái kho vũ khí để mà từ đó mà chống phá cách mạng cho tới về sau này. Dạ đúng. Không, mình cũng không nên cho cái khu tự trị của ông Lê Hữu Từ là một cái loại Việt gian đâu. Ông ấy cũng lại là một trong những người, tất nhiên là ông ấy bảo vệ cái giáo hội, ông ấy bảo vệ cái vai trò của Công giáo Việt Nam, chứ ông ấy chưa chắc đã thần phục Vatican à. Đúng không ạ? Cái ý thức mà thần phục Vatican là nó từ những các cái đức khâm mạng hòa thánh, tòa thánh rồi thiết ấy. Nó có lớp lang tới thời ông Ngô Đình Diệm với Ngô Đình Thục, may ra nó mới có lớp lang. Chứ còn cái thời đầu đó thì là nó lại nửa Pháp. Pháp chưa chắc nó đã phục Vatican. Thành ra đó thưa anh, thành ra mình mới thấy rằng thì là cái mà vừa rồi mà anh nói cái khu tự trị đó, cái tự trị đó thì ông cha Lý Hữu Từ đó, ông ấy cũng ở trong một cái vai trò tinh tế như Đảng Cộng sản Việt Nam ấy. Ông ấy không muốn thành tay sai của Mỹ, của Tây, và ông ấy cũng không muốn, nhưng mà ông ấy cũng lại không bằng lòng với kháng chiến. Đấy, cái éo le của cái khu đó như vậy, chứ không phải ông ấy chấp nhận rằng tay sai của Tây, mà ông ấy cũng không đồng ý với lại kháng chiến. Đấy, ông Hồ Chí Minh. Thì cái nhận định của Bác Cường cũng như là Bác Phương, theo tôi nghĩ rằng tùy theo mỗi một cái nhận định, tùy theo mỗi người nghĩ. Tôi thì lúc đầu hồi xưa đó, hồi ở Việt Nam Cộng Hòa, tôi có nghĩ như vậy. Lúc đó thì rất phục ông Linh Mục Lê Hữu Từ. Nhưng mà sau cái cuộc 30 tháng 4 đó, tôi nhờ một cái may mắn là khi mà đi qua bên Mỹ, lúc đó mình học về tiếng Anh, tại vì phải công nhận rằng tiếng Anh mình đó là tiếng Anh là gãy giọng không à. Đấy, thành ra mình phải đi học lại, để học lại, rồi đi học lại, nói lại. Cái là cha sinh mẹ đẻ, bây giờ cái là 30 tuổi mình bắt đầu đi uốn lưỡi. Nói tiếng Mỹ phải uốn lưỡi. Đấy, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái thời gian mà đi làm những cái bài ở bên Mỹ này, cứ hết khóa học cái là mình lại phải làm một cái bài tham luận. Ăn thua cái bài tham luận đó là mình sẽ được điểm A hay là A plus hay là này. Thì cái tôi mới đi tìm những cái, thay vì mình như là các bạn khác đi tìm đời sống Mỹ này kia đấy, tôi đi tìm lịch sử. Thì trong cái lịch sử đó tôi đọc lại đó, thì có thể rằng những cái lịch sử mà những người viết họ cũng viết theo ít ra cũng nhiều có cái cảm tính của họ bên trong. Nhưng mà từ lúc đó tôi mới suy ra được cái là Đạo Công giáo thật sự họ xâm nhập vào Việt Nam theo bước chân của Đoàn Viễn Chinh Pháp. Và họ đã, có thể rằng ông Linh Mục Lê Hữu Từ mình không hiểu được, ông lợi dụng cái đó để mong phát triển cái Đạo Công giáo của ông ấy đó. Nhưng ngược lại đó thì bên thực dân Pháp nó cũng lại lợi dụng các ông cha, ông cố đạo của mình, thế rồi đi mà gọi là tuyên truyền. Tại sao họ đi vào đâu? Họ đi vào những nơi, xin lỗi quý vị nhé, Bùi Chu Phát Diệm, những cái nơi mà gọi là dân rất là nghe là gọi dân nghèo đói, nhắm mắt lại kêu gọi tên Hồ Chí Minh đi có gì không? Không. Nhưng mà kêu Chúa một cái là có một cái phong kẹo hay là một cái bánh bích quy. Thì đó là những cái điều mà họ đang tuyên truyền. Và thành ra tôi nghĩ rằng á, cái điều Bác Cường nói cũng đúng và điều Bác Phương nói cũng đúng. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng á, có thể rằng họ đã có rồi. Tại vì chính ở những cái nơi mà ông Linh Mục Lê Hữu Từ đó, người sau này người ta phát giác ra những cái kho vũ khí. Thì kho vũ khí đó là của ai? Đấy, thì có thể họ là Pháp âm thầm nó để vào trong đó. Mà cũng có thể là ông Lê Hữu Từ và quý vị cứ để đó đi.
chừng nào quý vị cần quý vị lấy. Chứ thật sự ông Lê Hữu Từ không có cái lực lượng công giáo, thanh niên công giáo để sử dụng những cái vũ khí đó. Thành ra nhân bác Cường nói, rồi bác Hùng nói thì tôi mới thấy rằng ngay cả cái thời kỳ đầu kháng chiến đó, trong công giáo cũng vẫn có hai phía. Một phía thì ủng hộ kháng chiến, một phía thì vẫn còn tiếp tục theo Tây. Dạ, đúng. Đấy, dạ. Thành ra vì thế đó mà ông nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát có đặt cái bài Tiếng Chuông Nhà Thờ. Nhưng mà về sau này cho có lẽ là vì cái lời lẽ nó mạnh quá, thành ra trong kháng chiến Bác Hồ hay là vấn đề tuyên truyền lúc đó đó không có xài cái đó. Bởi vì có những cái câu mà tôi còn nhớ, có những cái câu mà đặt súng thay chuông đó, Jesus Maria lại Chúa tôi, thấy đường tôi ghim Jesus Maria lại Chúa tôi, giặc xâm tới chiếm đặt súng thay chuông, tàn sát đến lành, Jesus Maria lại Chúa tôi. Tôi còn nhớ những cái bài đó. Đó, thành ra vì thế mà mới có tờ báo, cái tờ báo mà vì Chúa mà vì Tổ quốc. Đó, thành ra cái lực lượng, ngay cái lực lượng công giáo lúc đó đã có hai phía, một phía ủng hộ kháng chiến, một phía còn vẫn còn tiếp tục nghĩa là giúp đỡ cho người Tây trở lại tái chiếm Việt Nam. anh Peter Nguyễn cái góp ý rằng đã có từ hồi đó và lại càng hiện rõ trong cuộc sinh hoạt hàng ngày bây giờ. Công giáo Việt Nam luôn luôn là tay đầy những máu, những núi tội. Cái chuyện mà ở Bùi Chu Phát Diệm khu ông cha Lê Hữu Từ đó mà có vũ khí đó thì có chứ, tại vì khu tự trị mà. Dạ, cái rồi. Chuyện đó thì nhưng mà bao giờ chăng nữa. Dạ. Thì khi mà cộng sản đột nhập, khi mà chính quyền cộng sản đó, chính quyền trung ương mà đột nhập vào đó, thì cái số chiến lợi phẩm bao giờ nó cũng mang tính cách vu vạ. Đúng rồi, đúng. Nhưng mà nhờ đó mang vào chùa, tới hành quân và nhà chùa thì cũng thấy si líp su chiêng, rồi tới cái số mấy Thoại Ngọc Hầu cái con đường Ôn Như Hầu đó, 17 Ôn Như Hầu, thì cũng nói là trong ấy nhiều xác chết đấy gì đó. Ngay đến cái nhà tư dinh của ông Ngô Đình Cẩn chăng nữa, người ta đã định cứu Ngô Đình Cẩn, nhưng mà Phật giáo nó biểu tình, nó nói rằng trong nhà này Ngô Đình Cẩn giết người, ở trong sân này có nhiều xác chết, thành ra cái người Pháp mới lại cái ông Võ Minh đó, ông ấy cứu không nổi, ông ấy liên lạc người Mỹ cũng muốn nghĩa là chỉ muốn đẩy ông Ngô Đình Nhu đi thôi. Thế thì thưa, thành ra cái điều mà mình thấy rằng thì là, nhưng mà nên lưu ý có một cái chuyện nữa là cái khu Bùi Chu Phát Diệm đó, bác sĩ Trần Kim Tuyến mà sau này được dùng cho bác sĩ mật vụ đó, thì lại là cái người mà quản lý tay chân của cha Lê Hữu Từ. Thì ông này không phải bác sĩ, ông năm thứ hai trường y khoa thôi, nhưng mà tôn lên là bác sĩ. Nhưng mà đấy cũng lại là những cái thanh niên mới trẻ mà xuất sắc đó, chưa có thì giờ để mà ra bác sĩ, nhưng mà đấy là tay chân. Ông ấy nắm cái tay hòm chìa khóa của cha Từ. Và tới sau này nữa, tới thời Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm ông cũng nắm chứ. Vâng, mật vụ đấy. Mà cũng ông Phạm Xuân Đoàn thật sự rằng cũng nhờ mà ông Trần Kim Tuyến. Ông Trần Kim Tuyến nhờ ông ẩn kiếm cho một chỗ trên cái vé máy bay mà lúc đi theo Mỹ di tản đó. Chứ còn không thôi. Thì như hai người yếu nói, hai người rất là thân mình. Tôi nói thế này, tức là để mà nói đúng như anh Hùng với lại bác Phương nói đó, là không ai nhờ ai. Ở cái cấp trên đó thì người ta thân nhau. Ở cấp trên đó người ta biết rằng cái đường lối Mỹ nó thế nào, tới giờ nào nó chạy, tới giờ nào. Thành ra nó còn cấp dưới đó thì không hiểu, cho nên cứ nói là Mỹ nó phản bội mình, nó bỏ mình hay là gì. Cái vấn đề nó không phải như vậy. Thưa, riêng nói về Phạm Xuân Đẩn, tôi đã có một lần tôi cũng có cái may mắn, cũng lại là nhà báo phóng viên chiến trường, phóng viên ở Quốc hội đó, thì mình cũng lại có cái vision. Ông Phạm Xuân Ẩn ngồi ở Givran đó, mà người ta cứ gọi là Radio Katina đó. Cái tiệm Givran là một cái tiệm cà phê
ăn snack nó giống như là đúng rồi, có thể ăn cái loại kia được. Giống như bây giờ cà phê vỉa hè bây giờ. À không, nó cả có cái không, không, nó là một cái tiệm sang nhất, tiệm sang nhất ở cái góc đường đó. Nó trước cửa Quốc hội. Quốc hội nhưng mà nó có cái chỗ ngồi bên 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 mái hiên ngoài. Không, không có. Thế thì bác nhầm sang công ty năng tăng. Vâng, không. Ồ, công ty năng tăng rồi. Bác nhầm công ty năng tăng. Thưa thì khi mà cái Quốc hội mà nó nghỉ đó thì nó sẽ sang bên này. Thì thường thường ở trong cái ngồi thì nó cũng không có nhố nhăng đâu, tại vì không phải là có tiền vào nó ngồi, tự dưng mình ngồi lạ hoắc cũng không ai hỏi mình, nhưng mà thành ra đó thì nó ví dụ cái bàn của ông Phạm Xuân Ẩn ngồi thì có ông Cao Giao, ông Phẩm đó là cái ông mà nhà báo, mà một cái ông báo nó cho làm thông tin viên ở Sài Gòn. Ông ấy này chỉ biết tiếng Tây thôi, không biết tiếng Pháp. Và ông ấy có cái trụ sở. Biết tiếng Tây mà không biết tiếng Pháp là ra. À quên, biết tiếng Tây mà không biết tiếng Mỹ. À, mà. Thành ra ông Phẩm đó thì ông ấy có một phòng ở trên công ty Năng Tan. Continental. Và công ty Năng Tan. Một người nữa thì có một cái phòng ở Caravan. Thế thì mấy cái người này ngồi đó thì Phạm Xuân Ẩn cùng với Cao Giao, ông Cao Giao là ông Phẩm, đó, tên ông là Phẩm, còn cái bút hiệu của ông là Cao Giao, bút hiệu của ông là Cao Giao, thỉnh thoảng có anh Phạm Đình Vi, con ông Phạm Đình Ái, giáo sư về thủy quân lục chiến, cũng bác sĩ Phạm Đình Vi, thỉnh thoảng ông Bùi Diễm cũng có một cái phòng ở ngay Catina đó, 213 Catina đó, thì ông cũng về thỉnh thoảng ra ngồi góp mặt. Thế thì cái bàn nó độ 4 người, 5 người. Thì cái lúc về cuộc chiến Việt Nam nó ồn ào lắm, thì là các báo nó đều cử các phóng viên tới Việt Nam. Thì mấy anh phóng viên đó thì cũng thỉnh thoảng hỏi một vài câu, xin ý kiến một vài câu, nhưng mà gọi là nhóc con đấy mà. Ngồi chung quanh đó để mà nghe lỏm thôi. Thì ở trong đó đó, thì người ta bàn cái gì? Bàn rằng chuyến này ông McNamara tới Việt Nam, ông ấy tăng quân hay là ông ấy sửa soạn rút lui? Bàn xem rằng cái đường lối nó thế nào. Không ạ? Nghe có vẻ rầm rộ lắm. Thì những người này nói là nhìn tình hình chiến trường Việt Nam thì nó có vẻ hứa hẹn, có vẻ rầm rộ đó, nhưng rầm rộ thế này để nó rút đấy. Thế thì đấy là mấy cái người này họ có một cái nhìn nó rõ như vậy. Còn thì đấy mới là tình báo chiến lược. Cho nên ông Cao Giao hay ông Phạm Xuân Ẩn hay là bác sĩ Trần Kim Tuyến, họ ở cấp trên này họ không có ai thù nhau cả. Đúng không ạ? Thành ra không phải là phải xin vé máy bay, phải gì nữa. Tất cả họ với nhau là bạn bè. Đúng không ạ? Thành ra đó, nó ở trên cái mảng ở trên rồi. Nó đi vào quỹ đạo rồi, nó bay ở trên không trung rồi. Còn mấy chú em ở dưới này đó thì các chú đánh nhau, rồi các chú cãi nhau thì kệ các chú. Thế thì lúc bây giờ thì tôi có một bài tôi phân tích rằng khi mà McNamara đi từ Tân Sơn Nhất tới Sài Gòn thì có anh Nguyễn Văn Chỗi, anh ở cái cầu Mắc Ma Hồng, cầu Bạc Ma Hồng đó, thì anh ấy lội ở dưới bùn đó, cầu Công Lý, thì anh ấy sửa soạn, anh đặt mìn, rằng thì là, thì đây là những cái vai trò của du kích nhỏ, nó không dính gì tới Phạm Xuân Ẩn thì ngồi Gibran cả, thằng này nó cũng nghe tới Nắc Ma Ra thì thế nào cũng đi qua. Thì hoặc là tôi ném lựu đạn hay là tôi ở dưới này. Thế thì đại khái câu chuyện nó như thế thôi. Thế còn thì... Cái đường mà bác mới nói là từ phi trường bây giờ về tới cái cầu Công Lý đó là lấy trên là đường Vườn Ngôi Văn Chỗi. Để từ cái cầu Công Lý tức là qua cái chùa Vĩnh Nghiêm á, đi vào trong này á, thì là Đồng Khởi. Cái đường Nam Kỳ Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thế bởi vậy mình có cái câu thơ lúc đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý. Đấy, tức là mất cái đường Công Lý, Đồng Khởi vùng lên mất tự do. Em xin cái nón tay bèo chỗ đó. Không, thành ra nó buồn cười đó, nó buồn cười đó là nhân đây thì phải nói tới
kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Phải nói tới ông Bùi Bảo Trúc. Thì Bùi Bảo Trúc là cứ bắt ông sống lại hoài. Bùi Bảo Trúc cũng lại gán vào mồm Vũ Hoàng Chương. Thì nói rằng ông Vũ Hoàng Chương đã có cái câu vè đó ở trên. Câu vè đó thì người Việt Nam thằng nào làm không được. Không ạ? Câu vè dân gian mà. Câu vè dân gian thì nó còn làm nhiều cái hay hơn đấy. Thế nhưng mà lại cũng bịa ra việc gì đến nỗi Vũ Hoàng Chương phải làm câu vè đó. Đúng rồi. Thành ra nó là cái loại có nhiều khi nó thành ra một cái loại bán hàng giả fake news. Fake news. Và tôi mới gọi rằng thì là bọn buôn hàng giả đó, tức là bọn tiêu bạc giả. Và cái bọn tiêu bạc giả thì cái trình độ nó thấp lắm. Thành ra nó tội nghiệp là Bùi Bảo Trúc có nhiều khi xa vào, rơi vào cái chuyện tiêu bạc giả, cho nên nó hạ thấp cái tư cách. Không, không biết chứ. Nhưng mà vì tâm lý chiến Việt Nam Cộng Hòa thì nó chỉ có thế thôi. Cái thân phận nó có thế thôi. Mà càng nói láo càng nhiều càng tốt. Mà nói về tâm lý chiến Việt Nam Cộng Hòa càng dở ra, càng nhiều thì càng thấy thôi. Không, thế thành ra đó là không, nó cũng có những cái nhiều cấp bậc. Có nhiều cái cũng hay. Nó có nhiều cấp bậc chứ. Thế nhưng mà chuyến trước không biết tôi đã nói chả nhẽ lại nói chuyện được cái cuộc chiến Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam nó đè nặng lên mọi người. Cái vấn đề quân dịch nó đè lên mọi người. Cho nên đó đôi khi phải lụy, phải hèn để mà sống còn. Cơm áo gạo tiền. Không phải cơm áo gạo tiền. Cơm áo gạo tiền đây là một cái chính sách của Long An thực tế để đi vào cứu sống cái kinh tế thị trường, kinh tế bao cấp. Chứ còn thì nó không phải chữa cơ công áo gạo tiền. Đây nó đây cái quân dịch ấy, cái chế độ quân dịch về sau mới đầu thì nó chỉ là chế độ quân dịch, về sau nó tổng động viên, tức là không trừ một ai. Thế thì cái trường hợp Bùi Bảo Trúc đó, ví dụ như là tất cả những người đó tới tuổi cái thì là gửi cái giấy xin mời tới trình diện. Thì sếp của Bùi Bảo Trúc lúc bây giờ đó Hoàng Đức Nhã nó viết được cái giấy người này tôi đương cần cho công vụ trả lại, xin giữ lại. Thế nhưng mà có nhiều khi nó đều mà nó đã đều rồi nó quên nữa chứ. Bùi Bảo Trúc bảo ông ơi nó qua hạn nó gọi đi thì mà quên thế để mấy. Thành ra đôi khi nó đều với nhau. Nó đều với nhau. Đã có lần Bùi Bảo Trúc đã lên trung tâm 3 huấn luyện rồi. Đã lên trung tâm 3 huấn luyện rồi. Và nó đều với nhau. Thế chứ Bùi Bảo Trúc thì cũng là một anh đáo để. Cho nên đó than phiền thỉnh thoảng cũng đòi tăng lương. Cũng đòi tăng lương, đòi cái này cái kia đó. Thì ở trong đó ngân sách ngân siếc đối với cái Hoàng Đức Nhã nó bảo này. Bùi Bảo Trúc lúc nào cũng cứ than phiền rằng thì là tôi đi cái xe đơ sơ vô, phải không ạ? Nó rất là kính trọng, tới đầu phố, đầu đường một cái thắng một cái nó gục đầu xuống. Thỉnh thoảng trời mưa thì tôi lấy xinh gôm, tôi bôi lên cái môi bằng vải đó, để chát cái xinh gôm đó. Thì là để cho nó được giọt. Thì không thì cái cấp chỉ huy và Hoàng Đức Nhã hay là thằng đàn em Hoàng Đức Nhã là cái thằng gì đó là cái thằng mà coi về hành chính ấy. Nó bảo mày ấy, dạo trước mày tao chưa mày về đó thì mày đương đi cái Lambretta cởi chuồng cái Lambretta 125 phần gối đó hay là cái Lambretta gì đó thì mày đi cái Lambretta, bây giờ mày được lên cái đô sơ vô là quá rồi con ạ. Đô sơ vô lúc đó mình hay nói đùa là đồ sợ vợ. Tức là xe hai ngựa, xe Citroen hai ngựa. Thưa bác, các bác là anh Trọng Phạm, anh góp ý, anh lấy từ trong Wikipedia ra thì giáo phận phát diệm, tiếng Latin gọi là Diocese de Phát Diệm, là một giáo phận Công giáo Roma tại Việt Nam. Đây là một giáo phận
Đầu tiên là Việt Nam được ủy thác cho hàng giáo sĩ Việt Nam cai quản thay cho các giáo sĩ truyền giáo ngoại quốc. Vì thế mà nơi đây được ví như là kinh đô công giáo tại Việt Nam lúc đó. Dạ vâng. Thì anh Peter Nguyễn thì anh bảo Bùi Chu Phát Diệm là quê Thái Bình, nhà mình thật là hoan nghiệt. Thì thôi không khéo mình đi dài ra thì ra không khéo cái bàn của mình lại biến thành ra cái bàn giờ chiến tranh tâm lý để chống nhau. Vâng, thì lúc nãy bác nói về vấn đề chiến tranh tâm lý của Việt Nam bây giờ, tôi cả một cái nó chỉ có được một cái lớp gọi là chiến tranh chính trị, trường đại học chiến tranh trị mới lập ra sau này. Hầu hết các sĩ quan từ tâm lý chiến như ông Hoàng Đạo Thế Kiệt này kia đại khái đưa qua để làm trai chính trị thôi. Đó, ông tổng cục trưởng chiến tranh trị lúc sau này là trung tướng Trần Văn Trung, ông là người có dân quốc tịch Pháp, ông nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Việt nữa. Thì tôi chỉ thấy hai người ở Mỹ này á, thuộc về chiến tranh trị rất là giỏi là anh Đào Văn Bình ở trên San Jose và anh Trung úy Trịnh Tùng, đó là khóa đàn em ở đây. Còn những cái thứ mà chiến tranh chính trị như là mấy ông bây giờ chạy theo hồi đó ông Bùi Bình Bân nữa là xưng là chiến tranh chính trị này kia đại khái, ông gì nhỉ, ông khóa một là chiến tranh chính trị ấy. Thì ông có cái tiệm mà sửa xe hơi trên đường Bích Boulevard lúc làm phó chủ tịch cho ông Bùi Bình Bân. Thì chúng thấy là các ông có nói dở lắm, thành ra bởi vậy chiến tranh chính trị mình thua là phải ông thấy thế nào? Ông Nguyễn Đức Luận. Nguyễn Đức Luận. Cái lúc mà đảo tránh mà nó thịt ông Diệm xong rồi đó là Trần Kim Tuyến, Lê Quang Tung còn bị chết. Vâng, thế nhưng mà anh nói Lê Quang Tung bị chết là thế nào, cái nghĩa nó thế nào? Là đại tá Lê Quang Tung được đem thủ tiêu trong không, nhưng mà vì sao? Vâng. Thì cũng là tay chân ông Diệm thôi. Không, ông Lê Công Tung đúng, ông Lê Công Tung là chỉ huy lực lượng của nhà kỹ thuật, đặc biệt nhà kỹ thuật. Thì ông Lê Quang Tung là người duy nhất đứng dậy trong phiên họp đó và phản đối vấn đề mà gọi là đảo tránh Diệm, và ông ấy bước ra ngoài. Ông bước ra ngoài thì bán vàng đấy đó. Và hai anh em Lê Quang Tung và ông Lê Quang Nhật thì hình như là ông kia thì là đều bị bắt, đều bị không nó bắn ngay ở đó, bắn ngay ở chỗ nghĩa trang của ông Thượng Hòa Thích Chí Dũng đó, ngay cái hàng rào dưới chém gai ngay, đúng ngay chỗ đó. Nhưng mà sau này người ta nói rằng á không thấy xác nữa, thế có đi tìm xác mà không thấy, nhưng mà bắn ở chỗ đó, ở ngay ở chỗ phòng gang nghĩa trang Bắc Việt của ông Hòa Thượng Thích Chí Dũng. Khi mà nói về ông Lê Quang Tung đó thì nó thế này. Khi mà đảo tránh ông, sắp đảo tránh ông Diệm đó, ông Lê Quang Tung thì coi như rằng thì là Mỹ nó trả lương. Nhưng mà ông Lê Quang Tung là cái lực lượng mà từ đầu đã về hộ vệ ông Diệm, thành ra nó lại trung thành với ông Diệm. Thành ra cái đảo tránh nó mới thấy rằng thì là để ông này có vẻ nguy hiểm, nó mới phái cái lực lượng ông này có lệnh di quân ra xa khỏi Sài Gòn, nhưng mà ông này vẫn hãy còn quay lại họp cái hội đồng đó. Thành ra cái quân của Lê Quang Tung không có ở đó, chứ nếu quân của Lê Quang Tung có ở đó thì bao vây tổng tham mưu rồi đấy. Thế còn một chuyện nữa là thế ông đại tá, hai người, một ông đại tá Hồ Tấn Quyền của bên hải quân đã bị mang trở lên trên Thủ Đức. Thì trong lúc đang trở đi thì nó cái sĩ quan đó cái ông mà bắn ông Hồ Tấn Quyền đang ngồi ở đây này, đang sống ở đây, rút súng ra bắn ông Hồ Tấn Quyền. Thì hôm mà trong một cái đại hội của tập thể chiến sĩ ở đây thì bà Hồ Tấn Quyền ngồi cạnh mới lại là bà Trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh và mới lại bà Trung tướng Lê Nguyên Khang. Bà Hồ Tấn Quyền nói là Hùng, cái thằng mà nó giết chồng chị nó đang ngồi bên kia, nó đang ngồi đâu, thì lát nó hồi đó ông đó lại lên đọc bài diễn văn ở báo Bốn Xa đều có viết. Đấy, tất cả lúc đó là hầu đó ai biết. Nhưng mà sau cái vụ đó thì có lẽ là bà Hồ Tấn Quyền có nói gì với anh em hải quân. Lúc đó Trần Trọng An Sơn là chủ tịch của Hội Cửu Long Hải quân Nam Cali. Thì
có nói gì đó, thì sau đó thì anh ta biến mất luôn, từ hồi đó là không không thấy xuất hiện nữa. Thì nói thêm về cái vụ hai ông đại tá bị thanh toán, vụ ông Diệm đó là ông đại tá Lê Quang Trung và ông đại tá ông Lê Quang Trung là hai anh em nha, ông em là ông thiếu tá là cũng bị chết luôn. Quang cái gì đó, vâng. Thưa thế thì cái câu chuyện mà ông Hồ Tấn Quyền nó viết là tại vì rằng đời xưa đó khi mà phản loạn đó, máy bay nó nhà vào thành phố nó bắn Dinh Độc Lập cái gì đó, thì hải quân là có súng súng phòng không, có súng phòng không lớn, cho nên bắn lên và cái công của hải quân đó là nó như vậy. Dạ vâng, đúng rồi. Thưa thế còn cái mà nói về trường chiến tranh chính trị đó thì tôi có cái ý nghĩ như thế này là nó không phải là giỏi hay dốt, là bởi vì rằng thì là tất cả cái chương trình mà dạy đó thì ở tất cả các trường chiến tranh chính trị hay là trường này trường kia đó thì đều dạy giống nhau, vâng, đều dạy một sách thôi, nhưng mà bởi vì rằng thì là người hấp thụ được hay không, không phải nó hấp thụ mà bởi vì rằng mình không có chính nghĩa mà cái đó mà cái đó tôi gọi rằng thì là các cái người Việt Nam Cộng Hòa nó múa trên một cái sân khấu nghiêng, không ạ? Cái sân khấu nghiêng. Bác Cường xài nhiều từ hai nhất là rất là. Thành ra là cái sân khấu nó khập khiễng, sân khấu nó không thể hiện đúng cái thế của nhân dân thì anh có đào luyện mấy chăng nữa nó cũng đào ngũ. Dạ đúng rồi. Cái chính là vì nó không có chính nghĩa. Đấy, thưa anh, đấy thì cái câu chuyện thế thì nói về ông tướng Trung đó. Dạ. Thế thì tôi có một cái kỷ niệm cũng nói tí đi. Dạ vâng, bác tự nhiên. Vâng, tôi có kỷ niệm là ông có vợ Tây đẹp lắm à. Vâng, thì ở đây để nói chuyện thế này. Là cái hồi đó tôi ở ngoài Vũng Tàu tức là tôi sinh năm 1934, tuổi Giáp Tuất, thì là khóa 13 Thủ Đức tôi bị gọi. Tôi hoãn một năm vì tôi thức đêm ho lao uống rượu nhảy đầm nhảy điếc. Khóa 16 tôi lại được gọi nữa, lại chưa khỏi, miễn nữa. Khóa 19 gọi nữa, cũng lại miễn. Thì ba khóa liên tiếp thì ra hội đồng hoãn, không thì ra hội đồng hoãn và miễn dịch ở bên kia chợ ga. Đúng là ba lần bác ra là bị vâng thì là được ra automatic vâng. Thế thì cái số của tôi nó buồn cười lắm, là cái hội đồng y khoa đó nó ở trong cái chợ cá Trần Quốc Toản đó, ở trong đó rồi. Thế thì là không đường quân y nó ở trong đó, vâng, biết rồi. Thế nhưng mà để mày nói chuyện lần thì là nó ở trong đó, thì tôi được hoãn ba kỳ rồi thì mình đi vào mình trình diện. 8 giờ mình vào chả thấy ông nào cả, 10 giờ mình vào chưa thấy ông nào cả, thì mình mới đi sang bên cà phê Nhân bên này, ở góc đường bên này mình ngồi uống cà phê. Mình cũng nghĩ rằng thì là chắc 1 giờ thì ông mới vào. Thế thì mình sang mình ấy một cái, 1 giờ mình sang thì hội đồng nó giải tán rồi. Tức là nó họp chừng độ 12 rưỡi. Nó ra thì cái hội đồng đó là nó xem rằng những các cái người mà được hoãn dịch 3 lần đó, xem nó còn thằng nào sống hay chết, xem có thật hay không. Tức là nó dở hồ sơ ra ngó, đúng mày phải không? Thế này, đúng mày, thế thôi. Thế thì mình, thành ra tôi là cái người mà hoãn dịch như vậy, mà nó gọi là pending. Cái hồ sơ nó bỏ. Bỏ dở. Tại vì rằng nó không có cái giấy hoãn miễn dịch. Không có chữ ký của đấy, thế thì nó chưa có cái quyết định. Không có cái hội đồng không ký. Thế thì thành ra tôi mới... cái khóa khi mà tôi ở ngoài Vũng Tàu đó thì cái ông Nguyễn Bé ông mới gửi tôi về, ông đại tá Nguyễn Bé đó, ông chỉ huy Vũng Tàu chót đó, thì ông ấy cũng rất quý tôi, nhưng mà ông ấy thấy tôi là cái thằng cáo già trong cái trung tâm đó, tại vì từ đầu chí cuối mà khóa sinh là rất quý tôi gọi là một trong những huấn luyện viên trưởng đó, mà thì
quả tình rằng thì là anh Cường nói phép cũng hay, thì có nói sự thực tế đúng không ạ? Không ạ, không ạ. Thành ra đó là ông ấy thì ông ấy muốn, nghĩa là gọi là đào tạo một cái trường nó có một cái kỷ luật sắt. Thành ra ông ấy thấy có mặt của tôi với một vài cái người đó thì ông ấy thấy rằng thì là nó kẹt quá, moa mà cứng rắn với các toa đó thì phiền lắm. Ông ấy chiều nào cũng dắt tôi ra bãi sau hoặc là đi ra siêng nốt rồi ngồi với gì ông nói chuyện đó, nhưng mà ông ấy thành ra ông ấy gọi cô thư ký vào trong đó đánh máy cầm là gửi chúng tôi đi Thủ Đức. Và khi mà tôi có cái giấy gọi đi Thủ Đức đó thì ông ấy nói rằng thì là thôi các tòa đi đi cho nó hợp lệ, đúng không ạ? Rồi thì là moa sẽ mời ta về. Thế nhưng mà tôi thấy rằng thì là đương lãnh 10.000 một tháng mà đi Thủ Đức có 1.800 hay sao? Thì làm sao mà đủ tiền nuôi cái vợ con hay là gì đó? Thì là cái khóa đó là tôi dọc luôn. Thế thì tới khóa 21. Ông ấy gửi tôi là khóa 21. Tới khóa 21. Thế thì khóa 21 tôi mới lại gặp cái anh bạn của tôi là ông nhạc sĩ Cung Tiến. Ông nhạc sĩ Cung Tiến, ông ấy đi khóa 20 phụ. Và ông ấy tức là trước tôi. Thì hai chúng tôi sau ông một tí. Thì ông Cung Tiến đó, thì hồi đó ông đã nổi tiếng rồi, mà ông ấy lại là từ bên Úc về, ông ấy tiếng Anh tiếng Yết cũng ấy đó, mà ông ấy mấy bản nhạc của ông ấy thì là nghĩa là, thì khi mà vào trường Thủ Đức á, thì ông ấy được bầu làm đại diện khóa sinh. Thế thì đại diện khóa sinh thì bao giờ khi mà gắn alpha đó thì là cái tất cả những cái người nào có tài văn nghệ mới gì nó mới về Sài Gòn mượn ca sĩ, mượn tất cả các thứ để làm cái lễ 13 tuần lễ đầu tiên đó. Thì ông Cung Tiến lúc bây giờ nó dính tới cái ông tướng Trung là ông đại diện khóa sinh mới mở đầu cái buổi khai mạc văn nghệ đó. Thì ông đại diện khóa sinh mới đi ra mở đầu thì nhảy với bà tướng Trung. Thì bà tướng Trung rất là đẹp, nhưng mà người ta đồn rằng thì là ông tướng Trung bất lực. Cái câu chuyện mà bà ấy thì nghĩa là lả lướt, mê, nghĩa là gần như là ghép, nghĩa là dựa vào vai Cung Tiến, Cung Tiết, thấy là một nhân tài, thấy một chàng gì mà lại có vẻ lịch lãm quá. Thành ra đó, ngày hôm sau, ông đại tá đại diện, ông đại tá coi cái trung đoàn khóa sinh gì đó gọi Cung Tiến lên, mày hôm qua mày hỗn, nhưng mà ông không nói, đi vào khám giày, thấy giày giết không có bóng biết rồi chứ, cầm súng chạy 5 vòng, không ạ, bao nhiêu ngày chậm cấm. Thành ra đó là Cung Tiến. Cái đó là văn minh của nước ngoài Tây Phương, mà mấy ông Việt Nam thì không, thì quân trường nào cũng vậy, quân trường nào cũng vậy. Anh coi mấy cái phim của Mỹ cũng vậy thôi, là đều bị hành hạ hết, nhân danh nghe này kia. Thế thành ra tướng thì nó đâu có chịu. Thế thành ra đó là sau đó thì Cung Tiến cũng lại bỏ trường, đi ra Pagod ngồi. Bỏ trường thì nó cho Cung Tiến là tốt nghiệp, gọi là nó gần như là hạ sĩ quan và cử lên Pleiku thì vào vùng 2. Thì là Cung Tiến thì tôi tàng tàng đi ra quán chùa Alapagod ngồi, thì thỉnh thoảng quân cảnh nó tới. Thì là ở trong không quân ấy nó có tờ báo Lý Tưởng. Dạ đúng rồi. Nghi Cao Uyên mấy gì đó. Thôi nó bảo thôi, tao tuyển mày vào trong cái tờ báo Lý Tưởng này. Lấy cái giấy.
lấy cái giấy của cái đó. Thế thành ra thì lại vi bút, thì nhân đây cũng lại nói với anh rằng thì là anh Hùng có lần mà anh nói rằng thì là về Nam Lộc với lại Jomaxen mấy gì bọn nhạc sĩ trẻ đó, là tất cả những cái người đó là họ là đều là những người có học hết, nhưng mà có cái tiện nhất đấy thì là tuyển cho vào làm hạ sĩ quan ở trong cái đơn vị vì có tài văn nghệ, đỡ phải đi Thủ Đức, đỡ phải đi gì đó. Thì không biết là cái quân đội Việt Nam, tức là ở một cái quân đoàn là nó có quyền nó lấy hạ sĩ quan rồi, nó lấy thành ra mấy người này, chứ không phải là mấy người này rốt hay là trung sĩ đâu, trung sĩ đồng hóa đồng hết đấy là nhân những cái trường hợp cung tiến hay là ông Nam Lộc, hay là ví dụ như là còn thêm một Joe Maxen mới lại Trường Kỳ đó. Trường Kỳ thì tôi rất thân với cái anh Trường Kỳ. Trường Kỳ được được miễn. Vâng, Trường Kỳ là trong kính, cái nhóm kính cận dày lắm. Trường Kỳ là dù rằng đeo kính cận hay là gì nó cũng có lý do, có nhiều người đến nỗi phải chặt một ngón tay, không ạ? Ngón tay bóp cò đó. Mà rồi nó bảo thì là chặt ngón tay thì mày đi vào mày ngồi bàn giấy. Thì đủ hết các thứ, thế nhưng mà đấy là cái nạn lính tráng nó khổ như vậy. Còn ông Trường Kỳ này đó thì cũng nhân là nói chuyện về Trường Kỳ đó là tại sao có tên là Trường Kỳ. Tôi cũng lại quen thân gần như là có bà con với Trường Kỳ đó. Ông bố của Trường Kỳ đó là ông Vũ Ngọc Trân. Vũ Ngọc Trân cũng là cái người mà người Công giáo cũng thần thành. Thì ông ấy lấy một cái bà tên là bà Yêm. Bà Yêm này đó thì lại thích Cộng sản, cho nên bà mới đặt tên thằng con của bà ấy là Trường Kỳ, là Trường Kỳ kháng chiến đấy. Đấy là cái tên Trường Kỳ là do từ đó ra. Vâng, thì thưa bác, bây giờ mình nói chuyện cũng tự nhiên khi nói qua cái vấn đề Việt Nam cũng khá nhiều. Tự nhiên nhân tiện đây nói chuyện Việt Nam thì giờ các bác có muốn bàn về cái vấn đề này không? Đấy. Tôi thì mấy ông võ tấn đông bàn.